Hai xin chào các bạn, lại là mình đây, Bữa Vlog. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 ở dòng xe cơm hàng cạnh chợ Quang Vinh 1 các bạn. Trước mặt của bạn đây là hai mẫu xe được rất là nhiều bạn trẻ ưa thích, đó là dòng Vario 150 và LX 150 ha. Phía bên trái đây của các bạn á là một cái phiên bản, đó là phiên bản đặc biệt. Còn bên đây là cái phiên bản Vario 150 đã được lên màu sơn xanh xi măng rồi. Thì hiện tại thì có một số bạn đang phân vân giữa hai dòng xe này. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video clip này, mình sẽ so sánh hai dòng xe này các bạn ha. Thì nên chọn dòng xe nào nha. Rồi, đầu tiên về giá trước đi. Giá thì con này hiện tại đó đang có giá là 56 triệu 500 ngàn cho phiên bản AB 150 phiên bản đặc biệt các bạn. Còn con này Vario sẽ có giá là 53 triệu 300 ngàn nha, chưa tính tiền lên màu các bạn. Tiền lên màu là 2 triệu rưỡi nữa nha. Rồi, về nhìn chung giá của hai em nó thì đang chênh lệch cũng khá là ít thôi, khoảng 3 triệu mấy các bạn. 3 triệu thôi, khoảng 3 triệu. Rồi, đầu tiên thì mình so sánh về cái thiết kế đi, thiết kế tổng quan trước đi. Nè, thì mình nhìn cái con Vario nè, nhìn nó thiết kế nó gọn hơn nha, thon gọn hơn và thể thao hơn rất là nhiều. Mình dễ dàng luồn lách những con phố, những khu chật hẹp hay là những cái đường chật hẹp, mình dễ dàng luồn lách hơn. Và thích hợp cho những bạn nữ mà yêu thích thể thao, phong cách, sự trẻ trung và cá tính. Còn cái phiên bản AB 2020 á, thì mình nhìn cảm thấy rất là to hơn các bạn. Nó to hơn, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhiều lứa tuổi hơn. Và đặc biệt nếu dòng xe này thì nó khá là to nha. Những bạn nào mà có mét chiều cao tầm khoảng dưới 1,5 m á, chạy con này nó không có căng bằng cái mẫu xe Vario này. Ngoài ra thì nó được một cái á, là Airblast á, mình chạy ôm những cái khúc cua á, nó cảm mình cảm giác nó đầm hơn các bạn. Đầm hơn rất là nhiều so với thằng AB này, so với thằng Vario này. Đó. Rồi. Tiếp theo là về mình so sánh cái thắng đi. Nè, phiên bản AB 150 á, con này nó có cái thắng ABS các bạn. Nè, nó có thắng ABS nha. Có thắng ABS luôn. Đó. Thắng ABS luôn. Thì có thắng ABS này á là nó sẽ chạy rất là êm luôn khi mà các bạn mà chạy ở tốc độ cao á, hoặc là những trường hợp mà bạn phanh gấp á, thì có thắng ABS này nó rất là tiện luôn, nó xử lý rất là hay khi mà những trường hợp mình phanh gấp. Và cái con này nó nhờ thắng ABS như vậy thì giá nó sẽ cao hơn ha, sẽ cao hơn so với những phiên bản mà CBS các bạn. Rồi, còn cái con này á là nó sẽ không có thắng ABS nha. Nó không có ABS, trên nhau 3 triệu thôi, nhưng mà con kia thì nó có ABS, con này sẽ không có ABS nha. Đó là điểm thứ nhất mà mình cũng cần phải quan tâm nha. Rồi, về dàn trước thì hai con là đều sử dụng đèn led hết thôi, y chang đèn led thôi, tự động bật sáng, nhưng mà con này có cái bát biển số nha. Thị trường Indo sẽ có bát biển số. Rồi, mình tiếp theo nè. Rồi, cái đầu gác chăn nè các bạn, đầu gác chăn của người ngồi trước nè. Nè, đó, bên kia thì nhiều bạn nữ á, thì họ lại thích chạy đồ gấp chăn kiểu này hơn là so với dòng hàng AB. Những bạn nữ, đặc biệt những nữ mà mặc váy đầm vậy đó, thích ngồi kiểu này hơn và mình dễ để đồ hơn các bạn. Dễ để đồ hơn, để chở được nhiều đồ hơn các bạn. So với bên đây nè. Đó. Đặc biệt á, nếu mà chạy những xe này á, những bạn nào mà cao á, chạy những dòng Vario, mà những bạn nào mà có chiều cao tầm khoảng 1m65 trở lên á, những bạn nam á, thì phía trước này nó rất là hẹp nha. Bị chỏi cái chút cái chân này nè. Bị chỏi chỗ này nè. Đó. Đó là cái điểm thứ hai cũng rất là tiện ích. Rồi, giữa điểm khác nhau giữa hai dòng xe này. Rồi. Tiếp theo nha. Tiếp theo về cái cốp xe đi. Nha. Cái cốp xe. Đó. Cái cốp của thằng AB á là nó là dung tích là 22,12 22,7 lít. Còn cái cốp này á là nó chỉ có cái 18 lít thôi. Và đặc biệt á, cái con Vario nó sẽ bình xăng nó vẫn nằm ở dưới yên xe nha, gây bất tiện khi chúng ta mà muốn đổ xăng á, chúng ta phải bắt buộc phải leo xuống nha. Bắt buộc phải leo xuống, hoặc là mình chở đồ, chở đạc gì đó, bắt buộc mình phải để đồ xuống mình mới đổ xăng được. Vì thế là nó sẽ chiếm diện tích hơn nha, chiếm diện tích hết một phần của cốp xe rồi. Vì thế nó sẽ nhỏ hơn so với thằng AB. AB là nó là 22,7 lít, nghe thấy chưa? Tại vì do cái
bình xăng á nó thích hợp phía trước nha, mình dễ dàng mà đổ xăng, mình không cần phải xuống xe hoặc là mình vận chuyển đồ đạc ở yên sau á, thì không cần phải mang xuống giống như thằng Vario. Ngoài ra cái thằng phiên bản 150 nè, nó có cái cổng sạc 12W nè, bạn thấy chưa, cổng sạc 12W nè, để cho chúng ta mà khi những thiết bị di động mà hết pin á, chúng ta có thể sạc. Nhưng mà cái tính năng này á thì cũng rất là hay, nhưng mà mình cũng hạn chế sử dụng nha. Có cũng được mà có cũng không sao, theo mình nghĩ như vậy. Rồi, đó là cái điểm khác nữa. Còn về mặt cái đồng hồ nè, mặt đồng hồ em này á là nó nhỏ hơn nha, nó nhỏ hơn so với thằng AB. Đấy, thấy chưa, AB nó to hơn các bạn, to hơn rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà điểm này nó cũng không quan trọng lắm đâu nha. Quan trọng là đủ nhìn, đủ thông số hiển thị mình qua quan sát là được rồi. Rồi, và thứ hai là cái con này nè, nó có hai cái đồ để đồ hai bên, còn cái thằng Aplus nó là không có nha. Để đồ hai bên này khi mà những bạn nữ á, mà uống trà sữa hay gì đó, hay thì để trên đó nó tiện hơn nha, hay để đồ hay để điện thoại để trên đó cũng được. Còn con bên đây thì nó không có các bạn nha, không có. Đó là một cục tiện ích của con Vario nha. Rồi về mặt sau nè, về phần sau thì các bạn thấy không, hai con nè, hai con nè, chi nhánh của thằng Vario nó được làm gời các bạn, làm gời. Và còn cái thằng Airbus á là nó tích hợp chung vô luôn, nó tích hợp liền nguyên khói luôn, nó theo dạng cổ điển hơn. Còn thằng này nó thiết kế gời theo dạng thể thao các bạn. Còn cái này nè, nếu mà các bạn mà để như vậy, mà các bạn mà chạy những vòng chạy những khu trọ chật hẹp hay là mình dựng bãi xe, nó dễ bị gãy lắm. Thì thế là mình nếu mua dòng xe Vario thì mình nên độ thêm cái xi nhan nhỏ để cho nó an toàn ha, cho nó gọn hơn. Rồi, tất cả đều đường led hết thôi. Nhưng mà theo mình thích á, mình thích cái thằng Vario rất là nhiều, cái đuôi nó đẹp hơn các bạn. Nhìn đuôi dạng nó thể thao, phong cách hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, nó một điểm khác nữa. Bánh sau thì nó cũng là 100 thôi các bạn ha, cũng là 100 thôi. Động cơ thì cũng là 150 đều hết. Nhưng mà theo một số bạn ghi nhận á, sau một số bạn mà đã mua xe rồi á, đã chạy hai dòng xe này rồi á, là các bạn cũng có phản hồi đó là về máy móc gì cũng là 150 thôi. Nhưng mà thằng Vario á, theo mình thấy là nó giọt hơn các bạn, máy nó giọt hơn rất là nhiều so với thằng AB này ha. Phải là công nhận điều đó, đúng là nó giọt thiệt. Tại vì những bạn nào mà thích chạy đồ ngoại đó là chỉ bị cái điểm này thôi. Đó, những bạn nào mà thích chạy mua Vario là thích cái điểm này, máy nó móc nó chạy giọt hơn rất là nhiều so với AB nha. Rồi, nhìn chung thì nãy giờ cũng đã so sánh những cái điểm khác nhau rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu thì con này là 213 lít trên 100 km, còn cái con bên đây là 209 lít trên 100 km, thì nó chênh lệch nhau khoảng 0,1 lít thôi các bạn, cũng không có đáng, cũng không có chênh lệch nhiều. Cũng hệ thống phun xăng điện tử BCM FI hết trơn luôn. Rồi, ngoài đó là những điểm cơ bản mà hai dòng xe này nó khác biệt nhau. Nếu mà là mình cầm 53 triệu 300 ngàn là mình sẽ, nếu mà mình yêu thích nha, tùy theo bạn thôi. Bạn thích chẳng hạn những bạn là thích cá tính, trẻ trung, thể thao thì mình mua dòng Vario này mình chạy. Còn như bạn nào kiểu như là mình thích lịch sự, kiểu thanh lịch, thư sinh đó, thì mình chạy dòng AB đó. Dòng nào cũng đẹp hết. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ mua Vario mình chạy. Tại vì vợ mình ở nhà nó chắc là nhỏ con, nó chạy hợp với Vario hơn. Đặc biệt những bạn nào nhỏ con thì mình chạy Vario. Nhưng mà được một cái nha, cái thằng AB nè, nó sẽ có chính sách bảo hành là 3 năm hoặc là 30 km tùy điều kiện nào đến trước. Còn cái con nhập khẩu từ Indo nè, nó không có chế độ bảo hành nha các bạn, không có chế độ bảo hành, nó không có sổ bảo hành nha. Vì thế mà khi mà các bạn bị hư màn hình hay là hư cái gì trên cái bộ phận của xe là mình phải sửa chữa có phí nha. Hôm bữa là cũng có một khách là mua dòng Vario nè, không may là nó bị hỏng cái màn hình, thì thế là không được bảo hành, mình phải thay, mất tiền. Còn thằng AB này sẽ được bảo hành nha. Đó là một cái điều mà các bạn nên cũng cân nhắc lại giữa hai dòng xe này. Thì chênh lệch nhau 3 triệu, một con là 56,5, một con là 53 triệu 300 ngàn. Đó, chênh lệch khoảng 3 triệu thôi. Rồi,
Thì nãy giờ các bạn cũng so sánh được hai dòng xe này. Nếu mà những bạn nào đang quan tâm ham này thì sau khi xem video này chắc có thể là có câu trả lời cho riêng mình rồi. Những bạn nào mình là mình chọn Vario, còn những bạn đang xem video này thì chọn dòng xe nào thì cứ comment phía bên dưới nha, để cho mọi người cùng tham khảo và thảo luận. Và những thông tin mình cung cấp cho các bạn, nếu mà những thông tin là có sai sót thì các bạn nhớ đóng góp ý kiến mình để mình hoàn thiện, mình review xe hay hơn nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ like kênh của mình nha, để xem nhiều những video về xe cũng như là những dòng xe độ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, xin cảm ơn các bạn.